Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tối nay ăn gì. Và đầu bếp của chương trình Chuyện góc bếp ngày hôm nay xin được giới thiệu đó là chị Nguyễn Lụa. Xin chào Ngọc Anh, xin chào quý vị khán giả của chương trình. Mùa hè tới rồi thì mọi người cũng rất cần những cái món ăn thanh mát, kèm với đó là bổ dưỡng. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu tới tất cả mọi người món nộm gà hoa chuối. Nguyên liệu của mình gồm có thứ nhất là một nửa con gà di, rau để làm nộm như là hoa chuối này, không thể thiếu được, bắp cải trắng, bắp cải tím, cà rốt, dưa chuột, hành tây. Ngoài ra thì còn có chanh này, rau thơm này, ớt sừng, tỏi, nguyên liệu để làm nước nộm. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bước sơ chế tất cả các nguyên liệu này đúng không ạ? Tất cả các cái nguyên liệu này để mình đều bào sợi mỏng nhỏ để món nộm của mình được đẹp mắt. Bây giờ thì mình sẽ mang gà đi luộc. Trong lúc chuẩn bị chờ gà chín thì mình sẽ thái nhỏ rau thơm để cho vào nộm. Ở đây thì mình có một chút rau mùi này, rau húng. Ngoài ra thì không thể thiếu cho món nộm gà đó là rau răm. Rau răm nó sẽ bật lên cái hương vị của nộm gà. Sau khi chờ gà chín thì chúng ta bắt đầu đi lọc thịt gà. Tiến hành bóp nộm gà. Mình cho nước nộm dưới đều lên các cái nguyên liệu vừa rồi. Các bạn lưu ý là khi mà trộn nộm thì các bạn đảo nhẹ tay, không nên mạnh tay quá thì nó sẽ dẫn đến là bị lát cái nguyên liệu ra, gia vị nó tương đối ngấm vào nguyên liệu của mình thì mình chắt bớt nước đi. Và sau đó là mình cho rau thơm. Rau thơm thì mình nên cho sau cùng. Không thể thiếu trong món nộm đấy là món nạc rang. Mình có hành phi để món ăn được thơm, cái dậy cái mùi hành. Hãy trộn đều, đảo đều lên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có thành phẩm trộn là đây rồi. Tuy nhiên thì món ăn không phải chỉ ngon ở vị mà còn ngon từ mắt nhìn nữa. Và chúng ta sẽ cùng nhau bài trí món ăn này xem như thế nào ạ. Mời Ngọc Anh nếm thử. Vâng, đó chính là điều may mắn của Ngọc Anh khi mà được làm MC của chương trình Chuyện góc bếp. Và sẽ thử xem như thế nào quý vị nhé. Thú vị chị Lụa. Và Ngọc Anh nghĩ rằng là vào mùa hè thì một cái chút chua chua ngọt ngọt với rất là nhiều những cái rau củ quả như thế này thì khá là dễ chịu cho khẩu vị của chúng ta. Vâng, một món ăn đơn giản hy vọng sẽ giúp cho ngày vào hè của quý vị cảm thấy dễ chịu hơn. Và xin chúc quý vị sẽ thành công với gợi ý của chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ có những giây phút thật ấm áp bên gia đình và người thân của mình ạ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong khung giờ của Chuyện góc bếp vào tuần sau ạ.